Tôi xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi xin đọc tin từ văn phòng BVSOS vừa đưa tin. Lao động Việt và nạn nhân buôn người từ Ả Rập Xê Út đã về đến Việt Nam. Lao động Việt và nạn nhân buôn người từ Ả Rập Xê Út đã về đến Việt Nam. Họp báo dân biểu Christopher Smith kêu gọi xếp Việt Nam vào hạng 3 về buôn người. Khoảng 8 giờ tối nay, chuyến cơ chở đội tuyển bóng đá Việt Nam đã hạ cánh ở sân bay Vân Đồn, chở theo hàng trăm nữ lao động Việt hồi hương từ Ả Rập Xê Út, trong đó có nhiều nạn nhân buôn người, kể cả nạn nhân chỉ vừa được cảnh sát bản xứ giải cứu trước đó 24 tiếng đồng hồ. Các nữ lao động Việt đang ra khỏi máy bay. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, các chị em lao động này được đưa về khu cách ly. Tuy nhiên, nhà xe đòi mỗi người phải đóng 500.000 Việt Nam. Một số ít trả tiền đô la vì không có tiền Việt, còn tuyệt đại đa số hoàn toàn trắng tay sau thời gian sống lê lất ở Ả Rập Xê Út. Nhà xe đòi giữ hộ chiếu của những người không có tiền trả. Tôi kỳ vọng sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn từ giới chức hữu trách, nhất là khi họ biết rằng trên chuyến bay có những nạn nhân buôn người không xu dính túi. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BVSA nhận định, chúng tôi liên lạc với một vài chỗ quen biết để nhờ họ tìm cách giải quyết bế tắc này. Chỉ 60 phút sau đó, lúc 10 giờ sáng miền Đông Hoa Kỳ tại buổi họp báo để giới thiệu luật chuẩn chi về bảo vệ nạn nhân buôn người do dân biểu Christopher Smith, Cộng hòa New Jersey, và nữ dân biểu Karen Bass là dân chủ California đồng chủ tọa, tiến sĩ Thắng nói về tình trạng buôn người từ Việt Nam đến nhiều quốc gia. Có những nạn nhân đã can đảm đứng lên phanh phui đường dây buôn người ở Việt Nam nên phải đối mặt với sự trừng phạt trả thù khi về nước vì các đường dây này thường có quan chức chính quyền chống lưng. Tiến sĩ Thắng phát biểu, tiếc rằng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc không hiểu thực trạng buôn người này ở Việt Nam để làm tốt hơn công việc bảo vệ họ. Buổi họp báo trực tuyến ngày 3 tháng 9 năm 2021, dân biểu Smith nhận xét là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có vẻ tránh né không xếp Việt Nam vào hạng 3, nghĩa là hạng chót, vì không muốn Việt Nam phải bị chế tài. Dân biểu Smith kêu gọi các đồng viện ủng hộ dự thảo luật nhân quyền Việt Nam. Trong đó có điều khoản chống buôn người. Dự thảo luật này được dân biểu Smith đưa vào Hạ viện đầu tháng 4 năm nay và đến giờ đã có 25 vị dân biểu thuộc lưỡng đảng đồng bảo trợ. Năm nay, Việt Nam tiếp tục bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xếp vào danh sách theo dõi về tệ trạng buôn người trong 3 năm liền. Theo luật Hoa Kỳ, Việt Nam có đến tháng 3 năm 2022 để chứng tỏ thực tâm phòng chống buôn người nếu không muốn bị chế tài. Tại một buổi họp trước đó với tiến sĩ Thắng, dân biểu Smith gợi ý sẽ tổ chức buổi điều trần ở Quốc hội về tình trạng buôn người ở một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi đã báo cho một số tòa đại sứ phương Tây và tổ chức quốc tế theo dõi sự an nguy của các nạn nhân đã lên tiếng khi còn ở Ả Rập Xê Út, tiến sĩ Thắng nói. BVSA tiếp tục hợp tác với một số tổ chức và cơ quan ở Ả Rập Xê Út để truy tìm thêm nhiều nạn nhân. Có trường hợp chồng ở Việt Nam vừa phải trông con nhỏ vừa tìm vợ biệt tâm ở xứ người trong nhiều năm qua, tiến sĩ Thắng nói, có trường hợp mẹ đang tìm con gái bị chủ giam lỏng nên mất liên lạc cả năm nay.
Chị và mẹ của em siêu hở xuân trước căn chòi ọp ẹp của gia đình gồm mẹ và năm con, đáng thương tâm, không kém là trường hợp của em siêu hở xuân, người Tây Nguyên thuộc giáo xứ Ihaleo, tỉnh Đắk Lắk, bị lừa đưa sang Ả Rập Xê Út làm ô sin khi mới 15 tuổi và đã chết tức tuổi ngày 18 tháng 7 vừa qua, lúc chưa đủ tuổi 18. Mẹ chị và ba em nhỏ chỉ cầu được nhìn mặt em hờ xuân lần chót và cử hành tang lễ theo nghi thức công giáo. Trong mấy ngày qua, cảnh sát Ả Rập cố gắng truy tìm nơi giữ xác của em để đưa về cho gia đình trên chuyến bay kể trên. Rất tiếc họ không nhận được sự hợp tác của công ty đã đưa em Hở Xuân đi xuất khẩu lao động cũng như của tòa đại sứ Việt Nam ở Ả Rập Xê Út. Tiến sĩ Thắng nói, chúng tôi không bỏ cuộc và sẽ truy tìm đến cùng. Em siêu Hở Xuân vài hôm trước khi chết tình nghi do bị chủ đánh đập. Năm 2008, BVS thành lập Liên minh bài trừ nô lệ mới ở Á Châu. Đến nay, chương trình này đã giải cứu khoảng 5.000 nạn nhân ở 24 quốc gia và hỗ trợ giải cứu khoảng 6.000 nạn nhân ở Nga. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi, lắng nghe về thông tin rất là nông bổng mới vừa xảy ra về vấn đề nạn buôn người. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.